Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại đường Nguyễn Đình Chiểu cắt với lại đường Lý Thái Tổ. Đây là gốc Nguyễn Đình Chiểu, đây là gốc Lý Thái Tổ. Hôm nay thì xin mời cả nhà đi dạo quanh đường phố Sài Gòn nha. Xe chúng ta bắt đầu lăn bánh trên đường Lý Thái Tổ. Tầm giờ này là hơn 9 giờ sáng Sài Gòn. Trời thì đang nắng gắt. Lý Hương phỏng đoán nhiệt độ thì khoảng là hơn 38 độ C có. Hôm nay thì cả nhà thấy là trên đường sẽ có rất là nhiều những cái anh mà ảnh chở những cái giỏ hoa đấy. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Chúng ta vừa mới đi qua đường Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Trong chợ thì các hoạt động diễn ra rất là nhiều. Các hoạt động giao dịch hoa đấy. Đấy ha. Cứ một xíu là có, đã dữ chưa, xíu là sẽ có rồi. Hoa là một cái món quà mà để thể hiện tình cảm của phái nam dành cho phái nữ, không thể thiếu. Lý Hương thấy hoa thì hơi màu chống tàn, tìm hoa cây như cây lan á, tăng xong rồi trồng luôn thấy nó thiết thực hơn là hoa mà cắt bó thành bó. Giá hoa bây giờ cũng là tăng rất là nặng luôn á. Một cành hoa hồng mà to to thì có giá là 30 ngàn một cành đấy. Thường ngày có thể là tầm tiền đó có thể mua một chục hoa nhỏ. Rồi, nhưng mà cả nhà đó là ngay cái vòng xoay ngã 6. Đây là đường Hùng Vương. Nó hơi sốc nha cả nhà. Rồi. Con đường này đi thì khá là mát. Cây xanh là lá phổi của đô thị mà. Wow, có nhiều người sao mà rút bông từ đây, là những cái bông mà có thể là đây, những cái đó kêu bằng cái bông mà thành rác rồi mà có nhiều người vẫn rút ra không biết làm gì. Rác ngay chỗ khu vực đường Hùng Vương này có rất là nhiều những cái bãi rác, và ở đây thì cả nhà thấy không, rác về hoa rất là nhiều, nguyên một dọc này là rác hoa nè. Bên kia nữa. Rồi có rất là nhiều người đang lượm hoa từ trong bãi rác. Rồi, trước mặt là đường Trần Bình Trọng cắt với lại đường Hùng Vương. Ở ngay đây thì Lương Hương thấy là bình ắc quy. Ben đổi bình ắc quy khá là nhiều. Đổi bình ắc quy phía dọc bên tay phải nè. Trước nữa. Đấy. Đây, đổi bình ắc quy nữa. Cũng được 5-6 hàng ha.
Rồi chỗ này là Hùng Vương cắt với lại Lê Hồng Phong. Ở đây thì có những cái món bún bù ấy, Nhân Trí, tiệm Nhân Trí này làm ăn cũng khá là hiệu quả nè. Nguyên một dọc đây là của Nhân Trí, cái bảng hiệu là trắng trên nền chữ màu đỏ. Từ bún bò Huế đến bánh canh cua, rồi thêm phát triển thêm bún mắm năm bộ một dọc luôn. Đi qua hôm nào nghe mùi bún bò Huế nồng nặc. Vớ hai đôi 15k. Rồi, chúng ta đang cắt đường Trần Nhân Tôn. Lý Hương sẽ quẹo trái Trần Nhân Tôn á, nhưng mà để không có bị khó khăn, mình sẽ đi qua đây mình chờ đèn để mình quẹo. Đây là góc ngay chỗ đường Hùng Vương cắt với lại đường Trần Nhân Tôn nè. Ok. Ở ngay đây thì có cái món gà nướng Tây Bắc, lẩu cua sông. Khi mà đi qua những cái khu vực mà nó hơi sốc đấy, thì cái gimbal nó hơi bị lắc đó cả nhà. Nên là những khúc nào mà cái đường nó hơi bị xấu thì đồng nghĩa với là cái phim nó cũng xấu theo luôn. Tại vì hiện tại bây giờ Lý Hương làm mấy cái video mà dạng đường phố này có một mình làm mà, và gắn các thiết bị gimbal, tức là cái gimbal Lý Hương thường nói đó là cái thiết bị chống rung trên cái xe, nên là nó không có bằng chống rung bằng cái thân người của mình. Nên là cả nhà có thể là để lại cái comment cho Lý Hương biết là cái chất lượng video như thế nào. Khi mà xem trên điện thoại thì chắc cũng không có đến nỗi, nhưng mà xem trên máy tính á, hoặc là màn hình TV lớn á, thì nó có thể là ồn hơn, sốc hơn rất là nhiều và gây cảm giác khó chịu. Đường Trần Nhân Tôn này thì bán khá là nhiều sách. Còn đây là ngay góc Trần Nhân Tôn cắt với lại Trần Phú. Rồi, đèn xanh, chúng ta bắt đầu lăn bánh tiếp. Nếu mà muốn xem những cái video về Sài Gòn ngày xưa á, khu Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa thì cả nhà thường là sẽ thích xem những cái đề tài như thế nào, có thể là để lại comment cho Lý Hương ha, để Lý Hương biết chắc lọc để làm những video mình tìm hiểu thêm về Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa, cũng như là gửi đến cho quý vị kiều bào, những ai mong muốn xem lại những cái hình ảnh về Sài Gòn. Ở ngay góc này là Huỳnh Mẫn Đà cắt với lại đường An Dương Vương ha. Ở phía bên kia có cái nhà tăng lễ trên đường An Dương Vương. Rồi, đèn xanh, chúng ta tiếp tục đi.
gimbal nó sập xuống luôn rồi. Chúng ta đang đi trên đường Huỳnh Bẩn Đạt đó.